Xin chào các em học sinh thân mến, rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình ngữ văn lớp 12. Và trước khi vào bài học ngày hôm nay thì cô có một vài hình ảnh mà các em cùng nhau theo dõi với cô nhé. Ở đây chúng ta thấy hiện lên đó chính là hình ảnh thiên nhiên và con người ở vùng núi, và cụ thể hơn đó chính là miền núi Tây Bắc. Chúng ta có thể nhớ lại rằng là gì nhỉ? Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong bài thơ Đất nước cũng đã viết: "Ôi đất nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy, những cuộc đời đã hóa núi sông ta." Đất nước Việt Nam được làm nên bởi từng lá cây ngọn cỏ, bởi từng con người hiền hậu và ngay thẳng. Không chỉ có chị Dậu, không chỉ có Lão Hạc, mà những con người ở vùng núi Tây Bắc cũng đã được đi vào văn chương một cách nhẹ nhàng, từ đó giúp cho chúng ta có được cái nhìn toàn diện hơn về con người Việt Nam trên khắp mọi miền đất Tổ quốc. Có thể nói viết về con người và thiên nhiên Tây Bắc thì đã có rất nhiều những nhà thơ, nhà văn thành công. Tuy nhiên, một trong số đó thì chúng ta phải kể đến đó là nhà văn Tô Hoài. Tô Hoài là một trong những tác gia lớn nhất của thế kỷ thứ 20. Có thể nói ông là người nằm trong thế hệ vàng của văn chương hiện đại, làm nên một mùa gặt bội thu, đó chính là mùa 30-45. Cùng với những nhà văn, nhà thơ khác như là Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố hay là Xuân Diệu, Huy Cận, vân vân. Và hôm nay thì cô cùng các em sẽ cùng nhau tìm hiểu một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Tô Hoài, viết về thiên nhiên và con người Tây Bắc, đó chính là Chuyện ngắn vợ chồng A Phủ. Chúng ta cùng mở sách giáo khoa ra và theo dõi cùng cô nhé. Nội dung bài học ngày hôm nay mà cô cùng các em tìm hiểu có tất cả là 3 phần. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm, phần thứ hai tìm hiểu chi tiết, và phần thứ ba chúng ta sẽ đi tổng kết nội dung của bài học. Trước hết vào phần thứ nhất, một la mã đọc tìm hiểu chung. Trong phần này thì cô cùng các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tác giả Tô Hoài và tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Trước hết một nhỏ về tác giả Tô Hoài. Tô Hoài sinh năm 1920 và mất năm 2014. Trong sách giáo khoa đã có khá nhiều thông tin về tác giả Tô Hoài mà chúng ta có thể chọn lọc một vài thông tin sau đây. Đầu tiên về cuộc đời thì Tô Hoài tên khai sinh là Nguyễn Sen. Ông quê ở Hà Nội, cả quê nội và quê ngoại đều ở tỉnh Hà Đông, nay là Hà Nội. Tuy nhiên thì Tô Hoài sinh ra và lớn lên ở tại quê ngoại, đó là làng Nghĩa Đô, thuộc Phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Tô Hoài sinh ra trong một gia đình thợ thủ công, và thuở trẻ thì Tô Hoài đã phải trải qua rất nhiều nghề để có thể kiếm sống, từ việc làm gia sư kèm cho trẻ nhỏ cho đến việc làm bán hàng hay là làm kế toán vân vân. Và nhiều khi thì Tô Hoài còn thất nghiệp. Và có thể thấy chính cái cuộc đời chân chuyên và không mấy suôn sẻ ấy đã giúp cho Tô Hoài có cái nhìn sâu sắc hơn và nhiều chiều hơn về cuộc đời, về số phận của những con người ở Việt Nam. Tiếp theo về con đường viết văn, con đường văn học của Tô Hoài thì Tô Hoài viết văn từ trước cách mạng. Ban đầu thì Tô Hoài có tìm đến đó là văn chương lãng mạn, nhưng sau đó thì ông nhanh chóng chuyển hướng sang văn chương hiện thực, và ngay ở mảng này thì ông đã tạo được rất nhiều những cái tiếng tăm cho mình. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của Tô Hoài ở giai đoạn này chúng ta có thể kể đến đó là Chuyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Nhận xét về vị trí và phong cách sáng tác của Tô Hoài thì chúng ta có thể điểm lại một số ý sau cho cô. Tô Hoài là một nhà văn lớn có sáng tác thành công ở nhiều thể loại, và những sáng tác của Tô Hoài thì thường thiên về diễn tả những sự thật của cuộc sống đời thường. Trong văn thơ của Tô Hoài thì chúng ta thấy hiện lên đó chính là vốn hiểu biết phong phú và sâu sắc về phong tục tập quán của nhiều vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam. Về hai ý này thì chúng ta có thể để ý tham khảo cho cô một vài nhận định của chính Tô Hoài khi viết về phong cách sáng tác của mình hay của những nhà văn khác nhận xét về Tô Hoài như sau. Đầu tiên về vấn đề Tô Hoài tôn trọng sự thật thì ông đã từng viết đó là gì? Viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật, và đã là sự thật thì sẽ không tầm thường, đôi khi cho dù phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc. Có thể thấy Tô Hoài tôn trọng sự thật một cách tuyệt đối, và đối với ông thì cảm quan về hiện thực sẽ là một trong những yếu tố ông đặt lên hàng đầu. Tiếp theo nói về cái vốn sống với cái sự am hiểu sâu sắc về phong tục tập quán các vùng miền thì một trong những nhà văn có thể nói là một người bạn
của Tô Hoài, đó chính là nhà văn Hoàng Quốc Hải đã từng khâm phục mà tâm sự rằng trong những chuyến đi thực tế vùng Tây Bắc, nhà văn Tô Hoài luôn có tác phong vừa nghe người ta nói, vừa xem họ làm, vừa sinh hoạt cùng với họ, đồng thời còn ghi chép lại. Có những đoạn ông ghi đến cả tiếng chim gáy trong rừng sâu như thế nào, tiếng chim gáy ở đồng bằng như thế nào, hay như tiếng chim nuôi trong lồng nhốt trong thành phố thế nào. Những đoạn ghi chép đấy thì Tô Hoài đều kể lại cho chúng tôi nghe, mỗi cái đều có sự tinh tế khác nhau. Từ đó mới thấy nhà văn Tô Hoài rất tỉ mỉ trong cách làm việc và những điều ông đưa ra làm cho chúng ta tin được. Đó chính là một trong những điều mà nó thể hiện phẩm chất, thể hiện nhân cách của một nhà văn chân chính. Và tất cả những điều này đã giúp cho Tô Hoài có được một vị trí rất là quan trọng và chắc chắn trong diễn đàn văn học Việt Nam. Cho đến năm 1996, ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật và vô cùng xứng đáng với tất cả những gì ông đã đóng góp cho văn học Việt Nam. Tìm hiểu về các tác phẩm của Tô Hoài thì các con có thể tìm đọc cho cô ở một vài tác phẩm sau, ví dụ như là tập truyện Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký sáng tác năm 1941 cô đã giới thiệu ở phần đầu. Tiếp theo đó là tác phẩm O Chuột sáng tác năm 1942, hay là Nhà Nghèo sáng tác năm 1944, tập truyện Tây Bắc sáng tác năm 1953, hay tiểu thuyết Miền Tây sáng tác năm 1967. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ, đó là ta tìm hiểu về tác phẩm Vợ Chồng A Phủ. Tìm hiểu về phần này thì các con hãy đọc sách giáo khoa và suy nghĩ cho cô xem trước hết về xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác, thì chuyện có xuất xứ từ đâu và có hoàn cảnh sáng tác như thế nào. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ có một bước, chúng ta đi tóm tắt về tác phẩm. Đầu tiên phần A nhỏ, xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác. Chuyện Vợ Chồng A Phủ được in trong tập truyện Tây Bắc mà chúng ta vừa liệt kê ra trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Tô Hoài, được tặng giải nhất giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955. Về hoàn cảnh sáng tác thì chuyện này được sáng tác trong chuyến đi thực tế cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc năm 1952. Khi đọc tác phẩm thì chúng ta chú ý cho cô tóm tắt những sự kiện chính và đặc biệt đó là cái việc các em có thể tóm tắt sự việc đó thông qua hay là xoay quanh nhân vật chính. Mà nhân vật chính trong câu chuyện này chúng ta thấy đó chính là Mị và A Phủ. Sang phần B nhỏ tóm tắt, đầu tiên chúng ta thấy hiện lên đó là hình ảnh nhân vật Mị, một cô gái xinh đẹp yêu đời, có khát vọng tự do hạnh phúc nhưng lại bị bắt về làm dâu để gạt nợ cho nhà thống lý bá cha. Tiếp theo thì lúc đầu khi trở về làm dâu nhà thống lý bá cha thì Mị có phản kháng, nhưng về sau thì càng ngày càng trở nên tê liệt và dần dần Mị lầm lùi lũi như một con rùa nuôi trong xó cửa. Ở đêm tình mùa xuân đến, Mị muốn đi chơi nhưng bị A Sử, chính là chồng của Mị, trói đứng vào cột nhà. Sự kiện tiếp theo đó là nói về A Phủ. A Phủ đánh A Sử thế nên đã bị bắt và bị lôi về nhà làm thuê để gạt nợ trừ nợ cho nhà thống lý. Trong một lần đi chăn bò thì A Phủ đã vô tình làm mất một con bò, và từ đó thì A Phủ bị đánh, bị trói. Khi A Phủ bị trói thì Mị đã cắt dây trói cho A Phủ và hai người chạy trốn đến phường xa. Từ đó thì hai người đã được giác ngộ cách mạng và trở thành du kích. Đó là toàn bộ những sự kiện chính của chuyện Vợ Chồng A Phủ mà chúng ta có thể theo dõi và tìm hiểu. Phần 3 nhỏ cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu về chủ đề của tác phẩm. Chúng ta thấy rằng trong truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ thì câu chuyện đã phản ánh cuộc sống của những người dân vùng núi Tây Bắc. Đó là một cuộc sống khổ cực, khổ nhục, tối tăm dưới ách thống trị của bọn thực dân phong kiến và bọn chúa đất phong kiến. Và từ cuộc sống đó thì tác giả đã thể hiện niềm cảm thương, sự đồng cảm của mình, sự trân trọng của mình đối với những khát vọng tự do hạnh phúc và ý thức tự giải phóng của những con người ở vùng núi Tây Bắc. Từ đó cũng cho chúng ta thấy được phẩm chất và vẻ đẹp của những con người nơi đây. Đó chính là cái phần 1 La Mã tìm hiểu chung. Bây giờ cô cùng các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 La Mã tìm hiểu chi tiết tác phẩm. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo cũng như là những nhân vật chính của câu chuyện này. Chúng ta cùng chuyển sang phần 2 La Mã đọc hiểu văn bản. Trong phần 2 La Mã này thì cô cùng các con sẽ cùng nhau đi phân tích theo nhân vật. Chúng ta sẽ tìm hiểu thứ nhất đó là về nhân vật Mị và thứ hai đó là về nhân vật A Phủ. Đây cũng là hai nhân vật chính của truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ. Trước hết một nhỏ về nhân vật Mị.
tìm hiểu phần A nhỏ đó là sự xuất hiện của mị. Các con hãy cùng nhau theo dõi vào sách giáo khoa và tìm cho cô những chi tiết thể hiện cái sự xuất hiện của nhân vật mị ở phần đầu của tác phẩm. Đọc sách thì chúng ta có thể thấy đầu tác phẩm nhân vật mị được hiện lên với những hình ảnh đó là gì nhỉ? Một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Và lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa hay dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Có thể thấy đây là cách giới thiệu của tác giả. Trước hết không nói tên nhân vật, không nói tên nhân vật ngay từ đầu mà dùng từ đó là gì nhỉ? Cô con gái. Vậy thì đến đây người đọc sẽ phải đặt ra một câu hỏi, đó là cô ấy là ai, đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy được tác giả miêu tả nhân vật thông qua những từ ngữ bằng cái việc liệt kê một loạt những cái công việc cộng với phần miêu tả một chi tiết trên gương mặt của cô gái, đó là cúi mặt và buồn rười rượi. Thì thông qua những cái cách miêu tả này, chính tác giả cũng đã tạo được sự tò mò ở người đọc, để người đọc đặt ra một câu hỏi, vậy thì tại sao cô gái đó lại phải làm nhiều công việc và lại có cái tâm trạng như vậy, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đây là một cách giới thiệu nhân vật độc đáo của tác giả, gây ấn tượng cho người đọc và từ đó khơi gợi người đọc vào cái hành trình tìm hiểu nhân vật. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc đời cực nhục và khổ sở của mị khi ở nhà thống lý Bá Trang. Ở cuộc đời của mị chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai giai đoạn để thấy được sự khác biệt trước, đó là trước khi về làm dâu nhà thống lý Bá Trang và sau khi về làm dâu nhà thống lý Bá Trang. Đầu tiên, trước khi làm dâu nhà thống lý Bá Trang, trong phần này các con hãy tìm cho cô những chi tiết cuộc sống của mị lúc trước đây như thế nào, được miêu tả thông qua những hình ảnh nào. Đọc sách giáo khoa thì chúng ta có thể thấy được cuộc đời của mị trước khi làm dâu gạt nợ cho nhà thống lý Bá Cha như sau. Trước khi làm dâu thì mị vốn là một cô gái trẻ đẹp và có tài thổi sáo. Tác giả đã miêu tả là gì nhỉ? Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu bùng mị. Mị thổi sáo giỏi, mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê ngày đêm đã thổi sáo đi theo mị. Mị là một cô gái trẻ, là một cô gái có sức hấp dẫn không chỉ ở ngoại hình, không chỉ ở vẻ đẹp mà còn ở tài năng của mị. Không chỉ vậy, mị còn là một người con hiếu thảo và có lòng tự trọng. Điều này thể hiện được ở chi tiết nào các con nhỉ? Rõ ràng chúng ta thấy rằng là gì? Khi mà bố của mị ngỏ ý muốn bán mị cho nhà thống lý Bá Cha để gạt nợ thì mị đã nói rằng con nay đã biết quốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố, bố đừng bán con cho nhà giàu. Thông qua lời nói này của mị thì chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Chính mị cũng đã có trách nhiệm với gia đình. Và không chỉ vậy, việc mị không chấp nhận bán mình cho nhà giàu đã thể hiện lòng tự trọng, tự tôn của bản thân mị. Vậy thì sau khi về làm dâu nhà thống lý Bá Cha, mị đã thay đổi như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Khi về làm dâu nhà thống lý Bá Cha, trong mị đã có một sự thay đổi rõ rệt. Đầu tiên, tại sao mị lại phải làm dâu nhà thống lý Bá Cha? Thì câu hỏi này cô nghĩ các con đều trả lời được, đúng không nào? Mị phải về làm dâu nhà thống lý Bá Cha, nguyên nhân đó là do mị bị bắt về làm dâu gạt nợ. Tiếp theo, nếu như ở phần trước chúng ta tìm hiểu được là gì nhỉ? Mị là một cô gái có lòng tự trọng như vậy. Vậy thì lẽ dĩ nhiên khi mị mới bị bắt về làm dâu, chắc chắn mị sẽ phải phản ứng quyết liệt, đúng không? Lúc đầu khi về làm dâu thì mị có phản kháng quyết liệt. Hành động thể hiện sự phản kháng đầu tiên đó là có đến hàng mấy tháng đêm nào mị cũng khóc. Khóc ở đây mặc dù nó là hành động của sự yếu đuối, thế nhưng chính cái hành động khóc này nó đã thể hiện là chính trong mị có sự nhận thức, có sự nhận thức về cái nỗi cực nhục của bản thân. Và khi nhận thức được thì đó cũng chính là một biểu hiện của tinh thần phản kháng. Tiếp theo, mị đã tính đến chuyện ăn lá ngón để tìm sự giải thoát. Từ việc yếu đuối cho đến việc mị tuyệt vọng và muốn tìm sự giải thoát cho mình.
Đến cuối cùng, thế nhưng vì lòng hiếu thảo nên lại phải nén nỗi đau để quay trở lại nhà thống lý. Và có thể nói chính vì lý do, chính vì cái lòng hiếu thảo mà đã đẩy Mị đến con đường cuối cùng. Đó là sau khi làm dâu nhà thống lý bá cha thì Mị đã thay đổi như thành một con người khác. Sự thay đổi đó như thế nào, các con cùng nhau tìm hiểu. Những ngày làm dâu nhà thống lý bá cha, các con hãy tìm cho cô những chi tiết thể hiện cuộc sống của Mị trong những ngày làm dâu ở nhà thống lý bá cha. Ngay từ đầu tác phẩm, bằng những lời giới thiệu của tác giả, thì cái lời giới thiệu đó cũng chính là cuộc sống của Mị khi về làm dâu nhà thống lý bá cha, phải không nào? Ở đây chúng ta thấy được Mị bị bắt kiệt sức lao động. Thông qua những dẫn chứng đó là gì? Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa mùa thì lại giặt đay, xe đay, đến mùa thì đi nương bẻ bắp. Và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước thành sợi. Bằng việc liệt kê một loạt các công việc và liệt kê theo cái cấu trúc đó là gì? Từng mùa, từng thời gian trong năm, để chúng ta thấy được là gì? Suốt quanh năm Mị đều phải làm việc. Nếu là mùa này thì sẽ làm công việc này, nếu không phải mùa thì sẽ có việc khác để làm. Tiếp theo, tác giả đã so sánh một cái chi tiết để thể hiện rõ cuộc sống cực nhục của Mị. Đó là gì? Con ngựa, con trâu làm còn có lúc, đêm nó còn đứng gãi chân, đứng nhai cỏ. Đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc cả ngày, cả đêm, cả ngày. So sánh cái tần suất làm việc của con người với những con như là con ngựa, con trâu, tác giả đã nhấn mạnh lên cái cuộc sống đầy cực nhục và cái sự bóc lột của nhà thống lý bá cha đối với Mị nói riêng và đối với những người làm dâu nhà thống lý bá cha nói chung. Có thể thấy khi về làm dâu nhà thống lý bá cha, Mị đã bị biến thành một công cụ để bóc lột. Và trong cái cuộc sống cực nhục ấy thì Mị đã phải hoàn toàn chịu đựng mà không thể phản kháng được. Dần dần không thể phản kháng thì trong Mị đã hình thành nên một cái tâm lý, đó chính là vô cảm. Mị vô cảm với mọi thứ. Vậy thì sự vô cảm ấy thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp. Sự thay đổi trong con người của Mị bắt nguồn từ việc Mị không chỉ phải chịu nỗi đau về thể chất khi mà bị bóc lột sức lao động, mà Mị còn chịu cái nỗi đau khổ về mặt tinh thần, sự dày vò về mặt tinh thần. Mị bị giam cầm trong phòng, trong một căn phòng kín. Căn phòng ấy được tác giả miêu tả như sau: nó kín mít, có một chiếc cửa sổ, một lỗ vuông bằng bàn tay, lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Và trong căn phòng như vậy thì có thể nói Mị đang sống với trạng thái gần như là đã chết, khi mà Mị vô cảm, Mị lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Thái độ của Mị trong những ngày sống ở nhà thống lý bá cha như sau: ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Có thể nói đây là cái câu nói đắt giá, đây là một trong những câu nói đắt nhất của tác phẩm, khi mà nó thể hiện cái sự tác động của hoàn cảnh đến con người. Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Hồi đầu khi mới về làm dâu nhà thống lý bá cha, Mị đã có phản kháng, Mị đã có suy nghĩ đến cách để giải thoát cho bản thân mình. Nhưng sau đó khi mà nhận ra được rằng là gì, mình phải ở nhà thống lý bá cha thì bố mẹ mới có thể ở nhà yên được, thì Mị đã phải chịu đựng cuộc sống cực khổ ấy đến nỗi mà Mị quen với cái khổ. Người ta có thể quen với những thói quen, và khổ không phải là một thói quen. Điều thông qua chi tiết này thì chúng ta thấy được rằng là gì? Cuộc sống của Mị ở nhà thống lý bá cha là một cuộc sống cực khổ đến tột cùng. Tiếp theo, một chi tiết nữa cũng thể hiện thái độ của Mị khi sống ở nhà thống lý bá cha, đó là bây giờ Mị tưởng mình cũng là con trâu, cũng là con ngựa. Ngựa chỉ biết ăn cỏ, biết đi làm mà thôi. Nếu như ở chi tiết trên tác giả so sánh cái tần suất làm việc của con trâu, con ngựa với những người làm trong nhà thống lý bá cha, thì đến đây chính bản thân Mị cũng đã tưởng mình như là một con trâu, con ngựa. Và việc so sánh như vậy, chúng ta thấy được tâm trạng của Mị, nó được đẩy lên đến tột cùng.
mỗi ngày bị không nói, lù lũi như một con rùa nuôi trong xó cửa. Hình ảnh so sánh này đã khắc họa thêm cuộc sống khổ cực của Mị ở nhà thống lý bá cha. Không chỉ bị đày đọa về sức lao động, bị bóc lột về sức lao động, mà còn bị đày đọa, bị áp bức về mặt tinh thần, khiến cho một con người, khiến cho Mị từ một cô gái trẻ trung năng động trở thành một người con gái chỉ biết làm và vô cảm lãnh đạm với mọi thứ. Ở đây chúng ta có thể kết luận rằng Mị sống tăm tối, nhẫn nhục, đau khổ, Mị tê liệt cả về tinh thần, buông xuôi theo số phận. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Mị đã hoàn toàn tê liệt với tất cả mọi cuộc sống xung quanh chỉ bởi vì đó là gì? Sự áp bức của nhà thống lý bá cha. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp phần thử tiếp theo cho cô để tìm hiểu cái sức sống tiềm tàng trong con người Mị được thể hiện như thế nào. Tìm hiểu sang phần C, đó là sức sống tiềm tàng của Mị. Sức sống tiềm tàng của Mị được thể hiện thứ nhất, đó là trong đêm tình mùa xuân. Và trước khi tìm hiểu tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua về cảnh mùa xuân ở vùng núi Tây Bắc được tác giả miêu tả. Chúng ta cùng nhau đọc sách giáo khoa. Chi tiết đầu tiên miêu tả cảnh mùa xuân ở vùng núi Tây Bắc đó là: hồng ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ danh vàng ửng, gió và rét rất dữ dội. Nhưng trong các làng mèo đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá, xòe ra như những con bướm sặc sỡ. Tiếp theo, đám trẻ đợi Tết chơi quay cười ầm trên sân trước cửa nhà. Đây chính là cảnh mùa xuân của vùng núi Tây Bắc, cảnh mùa xuân của những làng bản trên vùng núi ấy. Và thông qua cái cảnh mùa xuân này, tác giả nhằm thể hiện sự đối lập. Cảnh xuân thì phơi phới, cảnh xuân thì tràn đầy sức sống, hoạt động của con người thì sôi nổi tấp nập, nhưng nó đối lập hoàn toàn với con người của Mị, một con người mà chỉ biết lù lũi như một con rùa trong xó cửa. Trong cảnh mùa xuân ấy, Mị nghe tiếng sáo gọi bạn vọng lại bồi hồi, Mị ngồi nhẩm theo bài hát của người đang thổi. Và ở trong bài hát này thì chúng ta có thể thấy được cái dường như là Mị đang khơi dậy lại những ký ức của ngày xưa khi Mị vẫn còn là một người con gái, Mị vẫn còn được nhiều người theo đuổi. Chúng ta tìm hiểu tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân. Hành động đầu tiên của Mị trong đêm tình mùa xuân đó là uống rượu. Lúc uống rượu đón xuân, Mị lén lấy một hũ rượu và cứ uống ừng ực từng bát một. Và không biết có phải bởi vì rượu hay không, hay chính bởi vì cái tiếng sáo gọi bạn tình mà Mị dần nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của quá khứ. Thổi sáo, thổi lá đều hay, có biết bao nhiêu người mê ngày đêm đã thổi sáo để đi theo Mị. Và dường như lúc này, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm mùa xuân, như những đêm Tết ngày trước, và Mị muốn đi chơi. Và chính cái suy nghĩ Mị muốn đi chơi này, nó cũng đã thể hiện và nó cũng là dấu hiệu của sự phản kháng trong Mị. Và ngay sau cái suy nghĩ ấy thì Mị đột nhiên lại muốn chết. Mị nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra. Nhớ về những kỷ niệm của quá khứ đồng nghĩa với việc Mị đã nhận thức được chính cái hoàn cảnh thực tại của bản thân mình. Và khi nhận thức được hoàn cảnh thực tại của bản thân mình, Mị đau khổ muốn chết. Hành động muốn chết này chúng ta thấy trước đó khi mà lúc mới về làm dâu nhà thống lý bá cha đã có không ít lần Mị ăn lá ngón để tự tử. Nhưng rồi vì nhớ đến bố mẹ, vì chính cái lòng hiếu thảo mà Mị đã kéo mọi thứ trở lại. Và ngay trong cái đêm tình mùa xuân ấy, ở trong cái hương rượu đưa ấy, thì Mị lại tiếp tục một lần nữa nhận ra được cái thực tại của mình và muốn chết. Có thể thấy trong đêm tình mùa xuân, Mị đã ý thức được tình cảnh đau xót của mình. Nó là một bước tiến triển mới so với cái biểu hiện lù lũi trong nhà, lù lũi như một con rùa trong xó cửa, hay là cái biểu hiện của sự vô cảm lúc nào cũng cúi mặt xuống, mặt buồn rười rượi của Mị ở phần đầu tác phẩm. Trong trạng thái đó thì dường như trong đầu Mị vẫn còn đang dập dờn tiếng sáo cất lên bài ca: anh ném bao em không bắt, em không yêu quả bao rơi rồi.
Đây chính là những câu hát của tình yêu, và có thể nói tình yêu chính là biểu hiện cao nhất của sự tự do. Mị mong muốn có sự tự do, vậy thì cái mong muốn ấy nó được xuất phát từ đâu? Câu trả lời chính là ở tiếng sáo. Tiếng sáo là biểu tượng cho khát vọng tình yêu tự do, và cũng nhờ tiếng sáo đã thổi bùng lên trong Mị ngọn lửa của tâm hồn, cho Mị sự sống và cho Mị nhận thức được về cuộc sống của mình. Và chính nhờ tiếng sáo, chính nhờ sự thay đổi trong nhận thức đã dẫn đến sự thay đổi trong những hành động của Mị. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu những hành động của Mị. Hành động đầu tiên đó là Mị lấy ống mỡ sắn một miếng bỏ thêm vào đĩa dầu. Dường như lúc này Mị đang muốn trong căn phòng của mình sáng hơn, hay cũng như là muốn cuộc đời của mình có những tia sáng che đi cái bóng tối nó đã phủ khắp cuộc đời trong suốt thời gian qua. Mị quấn lại tóc, với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách. Mị toan đi chơi, Mị muốn đi chơi, và có thể nói Mị đang dần quên đi cái hiện thực, dần quên đi cái thân phận của mình. Mị muốn được đi chơi, Mị quên đi cuộc sống và quên luôn đi cả sự có mặt của A Sử. Cho đến khi Mị bị A Sử bắt trói đứng vào, thì không biết có phải vì hơi men hay không, hay vì Mị dường như đang quá chìm đắm trong cái cuộc sống mà Mị tưởng tượng, Mị mong muốn ra, mà khi Mị bị A Sử trói đứng, hơi rượu vẫn còn nồng nàn và Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những đám chơi. Và lúc này Mị vùng bước đi, nhưng tay chân của Mị lại không cự được. Và chính trong cái khoảnh khắc tay chân không cự được ấy, Mị đã nhận ra được cái hiện thực, đã quay trở lại với cái hiện thực. Hiện thực ở đây là gì? Hiện thực ở đây đó là Mị đang bị cầm tù. Hiện thực ở đây đó là Mị đang bị bóc lột và bị áp bức về tinh thần. Thế nhưng chỗ này chúng ta thấy rằng là gì? Mặc dù phía trước Mị đã từng khao khát rất nhiều, khao khát về một cuộc sống, khao khát được đi chơi, thế nhưng chỉ bằng sự có mặt của A Sử mà khát vọng đi chơi xuân của Mị đã bị chặn đứng. Mị bắt đầu khóc. Đến khi Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi, lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ, Mị lúc mê lúc tỉnh. Cái trạng thái mê tỉnh này có thể là do hơi men của rượu, nhưng cũng có thể nó chính là kết quả của việc xung đột giữa khát vọng muốn đi chơi mãnh liệt với hiện thực cuộc sống. Ở đây chúng ta thấy rằng Tư Hoài đã đặt sự hồi sinh của Mị vào một tình huống bi kịch. Mị muốn hồi sinh, thậm chí khát vọng hồi sinh trong Mị nó mãnh liệt vô cùng. Thế nhưng cái hiện thực nó cũng phũ phàng không kém. Hiện thực chính là gì? Là cuộc sống của Mị ở nhà thống lý bá cha. Và chính cái sự xung đột này đã khiến cho sức sống của Mị càng thêm mãnh liệt. Mị càng khao khát, hiện thực lại càng phũ phàng. Hiện thực càng phũ phàng thì nó lại là cái mầm mống cho cái khao khát của Mị càng trở nên mãnh liệt hơn. Như vậy thì chúng ta có thể thấy, thông qua nhân vật Mị, nhà văn đã thể hiện tư tưởng về sức sống tiềm tàng của con người. Trong mỗi con người thì luôn luôn có một sức sống tiềm tàng, và dù có bị dẫm đạp hay bị trói buộc thế nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ âm ỉ và chắc chắn ngọn lửa của sức sống ấy sẵn sàng có thể bừng lên bất cứ lúc nào, chỉ cần có sự tác động. Và thật sự chúng ta thấy rằng là gì? Trong đêm tình mùa xuân, chỉ một chút hơi men thôi, chỉ tiếng sáo gọi bạn tình thôi cũng đã đánh thức được trong Mị sự cái sức sống, và nó đẩy lùi đi những điều vô cảm, đẩy lùi đi cái trạng thái vô cảm của Mị trước đó. Sức sống trong người của Mị sẽ thật sự bùng cháy khi Mị nhìn thấy A Phủ. Chúng ta cùng nhau chuyển sang ý tiếp theo, tìm hiểu về tâm trạng và hành động của Mị khi nhìn thấy A Phủ bị trói đứng. Trong phần này đọc sách giáo khoa, chúng ta thấy rằng là trong những ngày đầu khi A Phủ bị trói thì thái độ của Mị ra sao nhỉ? Khi lúc mới chứng kiến A Phủ bị trói thì thái độ của Mị được thể hiện thông qua một hành động, đó là thản nhiên thổi lửa hơ tay. Đây chính là thái độ vô cảm, và có thể nói thái độ vô cảm này chính là dấu ấn của sự tê liệt về tinh thần, chính là kết quả của tất cả những sự chèn ép, dẫm đạp của gia đình nhà thống lý bá cha đối với Mị trong suốt thời gian vừa qua. Thế nhưng sự thay đổi của Mị trong con người Mị
Thật sự có, chính là khi Mị nhìn thấy một dòng nước mắt lấp lánh rơi xuống hai hõm má đã đen xám đi lại của A Phủ. Và có thể nói ở chi tiết này, nếu như trong đêm tình mùa xuân, tiếng sáo gọi bạn tình là chi tiết thức tỉnh trong Mị sức sống mãnh liệt, thì đến đoạn này, chi tiết thức tỉnh Mị đó chính là dòng nước mắt của A Phủ. Và nhờ dòng nước mắt này thì Mị đã thức tỉnh dần dần. Từ việc thức tỉnh, Mị dần dần nhận ra được rất nhiều thứ, và nó là sự thay đổi từ nhận thức cho đến hành động mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Bắt đầu của sự thức tỉnh đó là dòng suy nghĩ của Mị. Mị chợt nhớ lại đêm năm trước A Sử trói Mị, nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Ở đây chúng ta thấy rằng, khi nhìn thấy dòng nước mắt của A Phủ, Mị nhớ đến dòng nước mắt của Mị năm nào, và đó chính là nỗi thương người, thương mình. Từ thương mình chuyển sang thành thương người. Dần dần đến sau khi nhìn thấy điều ấy thì Mị đã có sự thay đổi về cả nhận thức và hành động. Mà cái nhận thức đầu tiên, cái sự thức tỉnh đầu tiên về mặt nhận thức đó chính là Mị trực tiếp đối diện nhận thức về cái tội ác của nhà thống lý bà cha. Chúng ta vào ý thứ nhất, nhận thức được tội ác của nhà thống lý. Mị đã suy nghĩ là gì nhở? Trời ơi, nó bắt chói đứng người ta đến chết, chúng nó thật độc ác. Có thể nói, trong suốt thời gian trước đó, nếu như Mị lủi lũi như một con rùa trong xó cửa, Mị không hề phản kháng được, thì đến lúc này, điều đầu tiên Mị nhận ra đó chính là nhận ra hiện thực của cuộc sống và nhận ra cái tội ác của nhà thống lý bá cha đang giáng lên con người Mị và rất nhiều những người khác nữa. Sau đó, Mị thương cảm cho A Phủ. Khi nhận thức được tội ác của nhà thống lý, Mị chuyển sang thương cảm cho A Phủ, hay cũng chính là thương cảm cho chính bản thân mình. Mị đang nghĩ rằng là gì nhở? Cơ chừng chỉ đêm mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét. Bốn cái từ chết được lặp lại ở đây, lặp lại liên tục ở đây để nhấn mạnh vào cái nỗi sợ trong chính con người Mị. Dường như ở đây không phải Mị sợ A Phủ chết, không chỉ là Mị sợ A Phủ chết mà Mị còn sợ chính bản thân mình, cái chết sẽ đến với chính bản thân mình. Có thể nói trong phần này, từ lạnh lùng vô cảm chính là cái thái độ thản nhiên hơ tay qua lửa, cho đến dần dần Mị đã nhận ra nỗi đau khổ của chính mình và nỗi đau khổ của người khác, để rồi Mị lo sợ hốt hoảng và tưởng tượng khi A Phủ đã trốn được thì chính Mị cũng sẽ phải thay thế vào chỗ của A Phủ, chính cái chết đang gần kề với A Phủ cũng sẽ gần kề đến với Mị. Lúc ấy bố con nó sẽ bảo là Mị cởi trói cho nó, Mị liền phải trói thay vào đấy, Mị phải chết trên cái cọc ấy. Như vậy chúng ta thấy được là gì? Trong phần này, Mị đã có sự thay đổi về cả nhận thức và hành động. Và hành động bùng phát lên lớn nhất đó chính là hành động Mị cởi trói cho A Phủ. Nỗi sợ như tiếp thêm sức mạnh cho Mị để đi đến hành động, đó chính là hành động cởi trói cho A Phủ. Mị liều lĩnh hành động. Hành động của Mị đó là cắt dây mây để cứu A Phủ. Trong đoạn này chúng ta thấy tác giả miêu tả đó là gì nhỉ? Mị rón rén bước lại, Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. Đây là một hành động có thể coi là bất ngờ trong toàn bộ cái quá trình trước đó của Mị. Nếu như Mị vô cảm, nếu như Mị lầu lũi như một con rùa trong xó cửa, thì đến bây giờ Mị đã liều lĩnh để dứt khoát cắt dây mây để cứu A Phủ. Chúng ta nhận xét đây là một hành động bất ngờ, thế nhưng nó vô cùng hợp lý. Hợp lý bởi vì gì? Thứ nhất, chúng ta thấy rằng Mị sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu cha mẹ. Thứ hai, Mị cũng sẵn sàng ăn lá ngón để tự tử. Vậy thì không có lý do nào mà khi nhìn thấy một con người đang cận kề với cái chết như vậy, Mị lại không cứu giúp. Nó không chỉ là sức sống tiềm tàng trong lòng Mị, mà nó còn là tình yêu thương, là lòng đồng cảm giữa người với người. Mà đặc biệt đó là những con người cùng chịu một ách thống trị, cùng chịu một ách kìm kẹp của nhà thống lý bá cha. Tiếp theo chúng ta thấy rằng, như vậy thì sau khi Mị cắt dây mây cứu A Phủ, đó là hành động của
tình yêu thương con người. Và hành động tiếp theo nữa mới xứng đáng là một hành động thể hiện sức sống tiềm tàng trong Mị. Đó là gì? Mị đã sẵn sàng bỏ trốn theo A Phủ. Mị đứng lặng trong bóng tối rồi Mị cũng vụt chạy ra. Ở đây, khi chúng ta lý giải về hành động Mị bỏ chạy theo A Phủ này, có hai cách để chúng ta lý giải. Cách thứ nhất đó là gì? Mị chạy đi đấy là con đường sống duy nhất của Mị. Bởi nếu như không chạy đi thì chắc chắn cái dự cảm của Mị rằng là Mị sẽ phải thế chỗ cho A Phủ, Mị sẽ phải chết trên cái cọc ấy, nó sẽ thành hiện thực. Và cái lý do thứ hai chúng ta thấy được đó là gì? Hành động chạy đi chạy thoát của Mị cũng chính là hành động giải thoát cho bản thân Mị. Giải thoát cho A Phủ rồi, Mị giải thoát cho cả bản thân Mị nữa. Đến đây chúng ta thấy rằng tác dụng của dòng nước mắt của A Phủ nó vô cùng mạnh mẽ. Nó không chỉ giúp cứu giúp A Phủ mà nó còn chính là cái nút, cái chìa khóa để giải thoát cho cả tinh thần lẫn thể xác của Mị. Nhận xét về hành động này, chúng ta thấy đây là một hành động tất yếu. Đó là hành động tìm đến sự giải thoát của một con người đã bị kìm kẹp, đã bị cầm tù bao lâu. Là con đường giải thoát duy nhất, cứu người cũng là tự cứu cho chính bản thân mình. Như vậy thì chúng ta thấy, thông qua nhân vật Mị, nhà văn đã thể hiện tư tưởng của mình về sức sống tiềm tàng của một con người. Sức sống tiềm tàng của Mị được thể hiện thông qua việc tác giả miêu tả diễn biến tâm lý vô cùng tài tình. Chúng ta cùng nhận xét về tài năng của nhà văn trong việc miêu tả tâm lý nhân vật. Trước hết chúng ta thấy được tâm lý của Mị có sự thay đổi. Tâm lý của Mị có sự thay đổi và nó tạo thành một diễn biến tâm lý tinh tế được miêu tả từ suy nghĩ cho đến hành động. Và thông qua sự thay đổi trong diễn biến tâm trạng của Mị mà nhà văn đã thể hiện giá trị nhân đạo sâu sắc. Đó là gì? Thứ nhất, khi sức sống của tiềm tàng trong con người được bùng phát, được hồi sinh thì nó chính là ngọn lửa không thể dập tắt. Và từ ngọn lửa này thì nó có thể giải thoát ra, nó có thể giải thoát cho nhân vật. Tiếp theo, ngọn lửa của sức sống tiềm tàng tất yếu nó sẽ chuyển hóa thành hành động, và hành động này sẽ là hành động chống lại những thế lực, chống lại mọi sự chà đạp, lăng nhục đã đè nén trong cuộc đời Mị suốt bấy nhiêu năm. Và nó cũng là một cái chìa khóa để giải thoát cho không chỉ nhân vật Mị mà còn là nhân vật A Phủ nữa, đúng không nào? Rồi, chúng ta đã tìm hiểu về nhân vật Mị, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ, tìm hiểu về một nhân vật nữa, đó là nhân vật A Phủ. Về nhân vật A Phủ, tuy rằng diễn biến tâm lý không phức tạp như Mị, thế nhưng thông qua nhân vật A Phủ, tác giả cũng thể hiện được cái tư tưởng của mình về con người trước cách mạng cũng như là những người dân miền núi. Nhận xét về nhân vật A Phủ, thứ nhất, chúng ta đi tìm hiểu về số phận đặc biệt của A Phủ. Nếu như Mị là một trước đó là một người con gái hiền lành thì A Phủ trước đó là một người như thế nào? Chúng ta cùng đọc sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa có trong phần văn bản có đề cập đó là gì nhỉ? A Phủ từ nhỏ mồ côi cha mẹ, không có người thân thích và sống sót qua nạn dịch. Sau đó thì đến năm 10 tuổi A Phủ bị bắt đem bán đổi lấy thóc của người Thái, sau đó trốn thoát và nương nhờ ở làng Hồng Ngài, ở làng Hồng Ngài. Chúng ta thấy rằng nếu như Mị được miêu tả là một cô gái xinh đẹp và là một cô gái có tài thổi sáo thì A Phủ cũng là một chàng trai tài năng không kém. Tài năng của A Phủ được tác giả miêu tả như thế nào? Chúng ta cùng nhau theo dõi. Thứ nhất, đó là chạy nhanh như ngựa. Không những vậy còn biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, lại cày giỏi và đi săn bò tót rất bạo. Chúng ta thấy rằng A Phủ là một thanh niên khỏe khoắn, chăm chỉ. Và tuy nhiên hoàn cảnh của A Phủ thì lại làm sao nhỉ? Rất nghèo, thậm chí không lấy được vợ bởi vì phép làng và tục lệ xin cưới ngặt nghèo. Về nhân vật A Phủ tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó là về tính cách đặc biệt của A Phủ. Nếu như Mị là một người con gái có sự thay đổi trong diễn biến tâm lý thì A Phủ lại là một người vô cùng khẳng khái. Đầu tiên, A Phủ được miêu tả là một người chàng trai gan góc từ bé. A Phủ mới 10 tuổi nhưng A Phủ gan bướng, không chịu ở dưới cánh đồng thấp. A Phủ trốn lên núi lạc đến Hồng Ngài, không chấp nhận
ở một cái nơi mà mình không thích. Tiếp theo, lớn lên thì lại dám đánh con quan và sẵn sàng trừng trị kẻ ác. Điều này được thể hiện không chỉ ở những lần trước, lần A Phủ đánh con quan khác, mà còn được thể hiện trực tiếp ở lần A Phủ đánh A Sử. Một người to lớn chạy vụt ra vung tay ném con quay rất to vào mặt A Sử. Nó vừa kịp bưng tay lên, A Phủ đã sộc tới, nắm cái vòng cổ, kéo dập đầu xuống, xé vai áo, đánh tới tấp. Trong phần này thì tác giả đã miêu tả về cái trận đánh nhau giữa A Phủ và A Sử vô cùng là mạnh mẽ. A Sử dường như, nếu như ở đoạn đầu A Sử hung hăng là như vậy, nhưng khi có sự xuất hiện của A Phủ thì dường như A Sử bắt đầu hiện rõ ra chỉ là một người như thế nào nhỉ? À, là một người yếu ớt, đúng không? Còn A Phủ trái ngược lại, A Phủ lại vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Khi trở thành người làm công gạt nợ cho nhà thống lý Bá Cha thì A Phủ vẫn là một con người tự do, bôn ba rong ruổi khắp ngoài gò, ngoài rừng và làm tất cả mọi thứ như trước đây. Nếu như ở đây chúng ta có thể thấy được sự khác nhau giữa Mị và A Phủ. Khi Mị bị bắt về làm dâu gạt nợ thì dường như con người bị cả về con người Mị cả về tinh thần lẫn thể xác đều bị mất đi, đều chết đi. Còn riêng A Phủ, mặc dù bị bắt về để làm công gạt nợ, nhưng A Phủ vẫn giữ cái thói quen, vẫn giữ một cái cuộc sống, và đặc biệt đó là giữ cái tính cách gan dạ từ nhỏ, không sợ cường quyền và kẻ ác. Điều này được thể hiện ở chỗ đó là gì nhỉ? Mặc dù về làm công gạt nợ cho nhà thống lý Bá Cha, thế nhưng A Phủ vẫn vô cùng khẳng khái, không sợ cái uy của bất cứ ai và không sợ cái chết. Nhận xét về nhân vật A Phủ ở khi mà A Phủ bị trói vào cột thì chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Khi bị trói vào cột, thậm chí A Phủ có lúc còn nhai đứt cả vòng dây mây để định trốn thoát. Chính hành động này của A Phủ đã thể hiện tinh thần phản kháng, và tinh thần phản kháng này sẽ là cơ sở sau này cho sự giác ngộ cách mạng của A Phủ. Nếu như miêu tả nhân vật Mị, chúng ta thấy được tài năng miêu tả diễn biến tâm lý của nhà văn, thì đối với nhân vật A Phủ chúng ta lại thấy được một sự thống nhất khi miêu tả về nhân vật A Phủ từ hành động, từ vẻ bề ngoài cho đến hành động. Nghệ thuật xây dựng nhân vật rất đặc trưng từ tính cách cho đến hành động, cho đến cả cái vẻ bề ngoài. Chúng ta sẽ nhận xét nét khác nhau giữa hai nhân vật Mị và nhân vật A Phủ. Trong suốt quá trình giảng thì cô cũng đã nói, cô cũng đã đi kèm so sánh Mị với A Phủ. Bây giờ chúng ta sẽ điểm lại một lần nữa về những nét khác nhau giữa hai nhân vật này. Đầu tiên, Mị được khắc họa chủ yếu đó là ở diễn biến tâm lý, và diễn biến tâm lý đó chính là sức sống tiềm tàng bên trong tâm hồn của Mị. Còn đối với A Phủ thì A Phủ lại được nhìn nhận từ những hành động thực, nhìn nhận từ bên ngoài, từ tính cách được bộc lộ ở hành động, và từ đó vẻ đẹp hiện lên, đó là sự gan góc táo bạo mạnh mẽ của một thanh niên trai tráng. Tuy khác nhau là như vậy, nhưng giữa Mị và A Phủ vẫn có những nét giống nhau, và những nét giống nhau này chính là cơ sở của con người, của phẩm chất con người miền núi được tác giả khắc họa. Đầu tiên, cả Mị và A Phủ đều mang tính cách của những người dân lao động miền núi. Dù là sức sống tiềm tàng hay sức sống được bộc lộ ra ngoài thì đó đều là sức sống của con người, đúng không nào? Mị mặc dù bề ngoài lặng lẽ, âm thầm, nhẫn nhục là như vậy, nhưng bên trong luôn sôi nổi, sôi sục, ham sống, khao khát, tự do và hạnh phúc. Và cái ngọn lửa bên trong Mị có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào. A Phủ cũng như vậy, A Phủ táo bạo, gan góc, chất phác và tự tin. Cả hai đều là nạn nhân của bọn chúa đất, của bọn quan lại tàn bạo, và bên trong họ đều tiềm ẩn sức mạnh phản kháng mãnh liệt. A Phủ khi được Mị cắt dây mây cho thì ngay lập tức vùng chạy đi, còn Mị cũng như vậy, ngay khi cắt dây mây cho A Phủ thì Mị chỉ đứng lặng trong bóng tối vài giây, sau đó cũng lại vụt chạy theo, đúng không nào? Đó chính là sức sống tiềm tàng, đó chính là sự phản kháng mãnh liệt bên trong cả Mị và A Phủ. Ở đây chúng ta thấy được chúng ta đã tìm hiểu về hai nhân vật tiêu biểu của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, đó là nhân vật Mị và nhân vật A Phủ. Thông qua cả hai nhân vật này thì nhà văn đều muốn nhấn mạnh vào cái sức sống tiềm tàng bên trong con người. Mặc dù có bị hoàn cảnh
chèn ép như thế nào, nhưng trong mỗi con người đều tiềm ẩn sức phản kháng, đều tiềm ẩn sức sống mãnh liệt, và chỉ cần một tác động thôi thì sức sống ấy có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Vậy thì miêu tả những nhân vật ấy, tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào, thì chúng ta cùng sang phần 3 nhỏ nghệ thuật. Nghệ thuật đầu tiên chúng ta thấy được đó là nghệ thuật khắc họa nhân vật. Tô Hoài đã khắc họa hai nhân vật, đó là nhân vật Mị và nhân vật A Phủ, là hai nhân vật chính diện, tạm gọi là như vậy. Còn bên nhân vật Thống Lý Bá Cha và nhân vật A Sử thì đó là những nhân vật phản diện. Và dù ở phương diện nào thì tác giả cũng miêu tả nhân vật rất là sinh động và chân thực. Tiếp theo chúng ta thấy được hiện lên rõ nhất mà từ đầu đến giờ cô nhắc rất nhiều, đó là cách tác giả miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật, đặc biệt là đối với nhân vật Mị. Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật được nhà văn vận dụng vô cùng sáng tạo, sinh động. Diễn biến tâm trạng của Mị, đặc biệt trong đêm tình mùa xuân và trong đêm cắt dây chói để cởi chói cho A Phủ, chính là điểm mấu chốt để chúng ta phân tích được sự tiềm tàng của nhân vật Mị. Tiếp theo, chúng ta thấy tác giả đã vận dụng rất tinh tế những hiểu biết của mình về phong tục tập quán cũng như là về phẩm chất của những con người miền núi để từ đó tô đậm cuộc sống của những con người nơi đây trước cách mạng tháng 8 dưới sự kìm kẹp của bọn chúa đất phong kiến. Tiếp theo đó là nghệ thuật kể chuyện. Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ thì tác giả đã thể hiện nghệ thuật kể chuyện vô cùng uyển chuyển, linh hoạt, mang phong cách vừa truyền thống nhưng lại vẫn có sự sáng tạo. Sự sáng tạo ở đây đó là việc tác giả có sự đan xen ẩn hiện giữa cả quá khứ lẫn hiện tại, đúng không? Và đôi chút đó là tương lai, vận dụng kỹ thuật đồng hiện của điện ảnh. Tiếp theo đó là về ngôn ngữ, tác giả sử dụng ngôn ngữ giản dị, phong phú và sáng tạo với việc đó là đưa vào đó những cái màu sắc, bản sắc riêng của người dân vùng núi. Ví dụ như là những đồ vật hay ví dụ như là những câu hát của Mị trong đêm tình mùa xuân, thì đó là cách sử dụng ngôn ngữ mang bản sắc riêng của người dân ở nơi đây. Tiếp theo về giọng điệu thì chúng ta thấy giọng điệu trữ tình lôi cuốn người đọc, đặc biệt đó là ở những đoạn miêu tả diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị, ở những lần mà Mị để mình theo những cái hồi tưởng, theo những cái dòng ký ức, thì chúng ta thấy một giọng điệu rất là thơ ở trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, mặc dù đây là một truyện ngắn hiện thực. Rồi, ba la mã tổng kết. Chúng ta đã vừa nhắc lại về nghệ thuật, thế nên trong phần tổng kết này cô giáo sẽ chỉ nhắc lại cho các em về phần nội dung. Nội dung tiêu biểu của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ đó, nó nằm ở giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc. Đầu tiên, tác giả thông qua truyện Vợ chồng A Phủ, tác giả thể hiện lòng cảm thông sâu sắc với nỗi khổ về cả mặt vật chất, có nghĩa là sự nghèo túng, với cả nỗi khổ về mặt tinh thần, có nghĩa là việc bị chà đạp, bị kìm kẹp, bị cầm tù của các nhân vật Mị và A Phủ dưới chế độ thống trị của phong kiến miền núi. Tiếp theo đó là sự khám phá sức mạnh tiềm ẩn của những nạn nhân trong cái chế độ cường quyền, thần quyền và bọn chúa đất phong kiến ở miền núi, từ đó thể hiện niềm khao khát hạnh phúc, tự do và khả năng vùng dậy để tự giải thoát cho bản thân mình cũng như là giải thoát cho những người xung quanh. Có thể thấy thông qua câu chuyện Vợ chồng A Phủ thì nhà văn Tô Hoài đã thể hiện một cái nhìn của mình, một cái nhìn đầy nhân đạo về con người, và cũng đó cũng là những khám phá mới mẻ của tác giả về con người miền núi nói riêng và những con người Việt Nam nói chung, với phẩm chất kiên cường bất khuất và sức mạnh tiềm ẩn có thể bùng phát lên bất cứ lúc nào. Bài học của cô đến đây là kết thúc, và hy vọng rằng các con sẽ ôn tập thật kỹ bài học này. Hẹn gặp lại các con ở những bài học sau.